Con tìm mẹ từ nãy đến giờ. Tìm mẹ có việc gì? Mẹ ơi, thật ra là con đang cần tiền ạ. Con biết là mẹ cũng không muốn cho con đâu, nhưng mà con có việc gấp thật. Coi như là con chỉ vay mẹ thôi mẹ nhá. Mẹ đã cho con hết số tiền của mình rồi, thực sự mẹ không còn tiền nữa. Thôi con về đi học đi nhá. Mẹ, lần này con có việc gấp thật, mà con chỉ vay thôi mà. Mẹ nhá. Mẹ không có tiền, về đi học đi. Alo, chị Minh à? Vâng. Thanh. Dạ. Ăn cơm đi cháu. Chắc cháu chưa ăn gì phải không? Vâng, đi lấy bát cho em đi con. Thôi bà ạ, cháu no rồi. Thanh. Dạ. Bây giờ ở nhà có cơm đàng hoàng, con đừng đi ăn ở ngoài, vừa mất vệ sinh, vừa tốn tiền. Hôm nay là chủ nhật, bạn con mời thì con mới ăn chứ có tiêu tiền của bố đâu mà bố lo ạ? À? Vấn đề không phải là chuyện tiền đâu. Thanh à, bà già rồi. Bà đã sống được đến tuổi này, bà đã trải qua bao nhiêu sự kiện, không còn gì phải lo lắng nữa. Nhưng mà bà vẫn không yên tâm một điều, đấy là cháu đấy. Cháu thấy em Hạnh đấy, học kỳ này nó lại đạt xuất sắc, đấy không phải là điều đáng nói à? Thanh, sau này cháu cũng phải khiến bà được tự hào. Bà ơi, bà không thấy mọi người lúc nào cũng so sánh cháu với cái Hạnh như thế là không công bằng ạ? Từ bé nó đã được sinh ra trong gia đình như thế nào, được bố yêu, được mẹ quý. Như thế thì nó có thể học hành không tốt được không ạ?